Họ hỏi bác về việc riêng tư mà. Bác nói là hồi ở trong nước, tôi cũng có yêu một người con gái. Người con gái đó cũng rất yêu tôi. Nhưng vì việc cứu nước, cứu nhà mà chúng tôi đành phải chia tay. Thế là rất rõ ràng rồi. Câu sau này, chẳng biết bây giờ người con gái đó còn sống hay đã chết, đã ở đâu và làm gì. Đấy, đấy chính là nói cô Huệ. Cái điều éo le của lịch sử đấy là khi bác bị tù, bị án tù ở Hồng Kông, Hương Cảng, ở Quảng Tây, thì báo chí tung tin, báo chí nước ngoài đấy, tung tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Tình cờ cái tin ấy đến tai cô Huệ, cô lại tưởng thật, cô đi tu luôn. Thế là cô đi tu lúc còn trẻ nhé.